Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đầu tư tuần này. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì tôi thường phải nhận nhiều cuộc gọi điện thoại liên quan đến vấn đề là hỏi mình muốn đầu tư bất động sản hay không. Vâng ạ, bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, chắc có lẽ là của nhân viên bất động sản đây ạ. Tôi xin lỗi quý vị nha, tôi sẽ phải thử nghe xem là có đúng hay không ạ. Alo ạ, Vâng ạ, alo ạ. Anh em chào anh ạ. Em Vâng, là Hoàng Anh, nhân viên kinh doanh vâng bất động ạ. sản bên Mặt Trời ạ. Anh là bên À, Cường mà. vâng, là anh Cường đây ạ. Vâng, anh ơi, bên em thì đang có một cái dự án rất là tiềm năng ạ. À, vậy hả em? À, Với là tỷ suất dự lợi nhuận khoảng án tiềm năng 3% hả ạ. em? Thì Vâng, không biết anh quan tâm không anh ạ? 30% hả? Vâng, đúng rồi anh ạ. À, Thế thôi anh thôi được quan rồi, tâm không ạ? rồi cảm ơn em. Nhưng mà anh cảm ơn nha, hiện giờ thì anh cũng chưa có nhu cầu đầu tư lắm. Được rồi, ok, khi nào mà anh có nhu cầu thì anh sẽ gọi lại cho em nha. Vâng, Vâng, rồi rồi, em cảm cảm ơn ơn em. anh ạ. Dạ, em chào anh. À, vâng ạ, à, thưa quý vị, xin lỗi quý vị. Đúng là số điện thoại của một nhân viên bất động sản đó ạ. Theo quý vị, thì cái thông tin dự án có mức lợi nhuận hấp dẫn mà nhân viên này đưa ra là 30% một năm. Như vậy là có hấp dẫn và đáng đầu tư hay không ạ? Chúng ta hãy vào ngay câu chuyện của một khách hàng để mà có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này như thế nào nha. Khi mà các bạn sale gọi điện cho bên mình thì thứ nhất các bạn đã cung cấp khá nhiều những các cái thông tin về quy hoạch này, thông tin về cái sự phát triển này, và đặc biệt là họ có trao đổi với mình về cái vấn đề cam kết về lợi nhuận. Thì tức là cái thị trường bất động sản nó đang nóng sốt, bởi vậy các bạn cam kết cho mình lợi nhuận là một năm sẽ là từ 20 đến 30% trên một năm, với một cái suất đầu tư là rơi vào tầm khoảng là 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Thì là một năm mình sẽ thu về lợi nhuận được khoảng 20 đến 30%. Vậy thì cái thời điểm mà khi anh đầu tư như vậy thì anh đã tìm hiểu kỹ về cái thị trường Vân Đồn lúc đấy hay chưa? À, thứ nhất là mình cũng do từ công việc của mình là công việc về văn phòng, bởi vậy là mình cũng rất ít thời gian để mà đi ra ngoài hay là tìm hiểu thông tin. Chủ yếu là mình chỉ có cái là đọc các cái thông tin ở trên báo mạng. À, và các cái thông tin mà các bạn sale đó gửi cho mình, chúng mình cũng thật sự là không có nhiều quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu sâu vào cái thị trường bất động sản. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì anh đang phải vay nợ như thế nào và cái kết quả là bây giờ liên hệ lại với cái đơn vị mà anh xuống tiền đầu tư người ta bảo cam kết thì cái kết quả như nào? Thì hiện tại là đợt đó thì là do bạn mình đầu tư vào cái đợt đầu, bạn ấy đã lãi được khoảng hơn 40%, thì mình rất thấy rất là hấp dẫn. Thì bởi vậy là mình cũng có, thứ nhất là mình cũng tiền của mình cũng không phải là có hết, mà thứ nhất là mình có rủ người nhà, và thứ hai là mình cũng vay một số cái khoản tiền để đầu tư vào. Thì khi mà đầu tư vào thì khi đó là cái thị trường họ cũng đang rất là sôi động ấy. Thì ngay cái khi mà lúc mình đặt cọc xong thì đã có, ví dụ chẳng như là bạn thì đã đơn vị đó đã gọi điện lại cho mình là đã có người trả chênh lên chẳng hạn như là 80 triệu đến 100 triệu rồi. Nhưng mà mình thấy là cái việc đầu tư như vậy là cũng chưa có lợi nhuận cao, bởi vậy là mình vẫn tiếp tục là muốn kỳ vọng là cái lợi nhuận của mình cao hơn. Thì sau đó thì tầm khoảng hơn một tháng thì thị trường bỗng dưng thị trường lại bị chững xuống, mình không thấy các bạn sale đó gọi điện cho mình nữa. Thì mình có gọi điện lại để mình tìm hiểu, thì các bạn có trao đổi là cái thị trường ở đó bây giờ là tạm thời là những các cái giao dịch, những các cái mua bán nó đã bị chững lại rồi, thì cái vấn đề thanh khoản nó đang rất là không tốt, và đặc biệt là có một số các cái sàn mà đợt mình mua ấy, mình có tìm hiểu thì họ vẫn có văn phòng ở đấy, nhưng hiện tại như bây giờ thì họ lại đã, các văn phòng đó đã rút về rồi. Hiện tại này mình đang vay khoảng 1 tỷ, lãi suất đang là 1%, 10% một năm. Về các khoản vay nóng bên ngoài thì anh có khoản vay nóng khi mà nghe cơ hội đầu tư này anh có vay nóng bên ngoài đầu tư không? Mình có vay người nhà, anh chị em và bạn bè. Nhưng mà khi mà không, vừa rồi là mình có vay bạn mình 200 triệu. Nhưng mà khi mình không rút được cái vụ nguồn vốn đi ra, bạn đi đòi là mình chạy. Mình rất là khó khăn trong cái việc mà phải đi 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 xoay và dòng tiền lại để trả lãi. Thứ nhất là trả lãi hàng tháng, thứ hai là vì khi mình vay bạn bè hay là người nhà thì họ sẽ có những cái lúc mà gần như là đòi mình đột xuất, và khi đòi đột xuất thì mình sẽ rất khó khăn trong cái việc mà để tìm được cái nguồn để trả nợ.
Vâng, thưa quý vị, có lẽ là qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã hình dung được phần nào về cách thức tiếp cận, tư vấn và mời chào của các chuyên viên kinh doanh bất động sản để khách hàng xuống tiền rồi, đúng không ạ? Nhưng thực tế mà nói thì rõ ràng là nhiều khách hàng dù thiếu hiểu biết về bất động sản nhưng mà họ vẫn muốn đầu tư hiệu quả và kèm theo yêu cầu là phải nhanh nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những ý kiến của nhiều khách hàng là nhà đầu tư hiện nay như thế nào nha. Đây là những hình ảnh được ghi nhận tại một sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các nhân viên tư vấn đang thực hiện công việc hàng ngày của mình, đó là tư vấn cho khách hàng về những mong muốn của họ. Và những khách hàng này là những người ở Hà Nội, thậm chí là cả Thái Nguyên cũng tìm đến với mục đích duy nhất là tìm cho mình một cơ hội đầu tư hiệu quả. Về đầu tư bất động sản thì cái điều mà tôi quan tâm đầu tiên là nguồn gốc của đất. Nguồn gốc của đất thứ nhất là nó phải đảm bảo an toàn, ví dụ như là phải hợp pháp, phải pháp lý. Thế thứ hai nữa là không có người tranh chấp. Và một vấn đề nữa là nó phải có kiếm ra lợi nhuận. Theo tôi nghĩ nếu mà may mắn thị trường nó lên mà tốt thì không sao. Nhưng mà lúc nó lên đến đỉnh điểm rồi xong thì tự nhiên nó lại tụt xuống là cũng hơi nguy hiểm. Thực ra đầu tư bất động sản hay đầu tư bất cứ thứ gì khác thì thường là tôi quan tâm đến một là cái sự minh bạch và cái tính pháp lý cao của dự án. Đấy là đầu tiên. Cái thứ hai là quan tâm đến cái phương án tài chính và tức là cái phương án kinh doanh như thế nào để khai thác cho nó có hiệu quả. Thứ ba là cái xu thế tăng giá của cái giá trị của bất động sản mà mình đầu tư. Đấy, ba cái vấn đề đấy thì sẽ tạo cho mình một cái tức là lợi nhuận kép. Đầu tư tất nhiên ai cũng mong muốn hiệu quả và có lợi nhuận. Nhưng đầu tư như thế nào và mong muốn ra sao thì khi được hỏi về có mong muốn đầu tư nhanh nhưng hiệu quả hay không thì đa phần họ đều có chung câu trả lời, tất nhiên là có. Có chứ. Những người mà đã nghĩ đến vấn đề đầu tư kinh doanh ý, thì là người ta chỉ muốn là đầu tư làm sao mà có một cái nguồn đất mình, một cái quỹ đất mình thu vào trong cái nguồn của mình. Thế xong làm sao là để mình bán được nhanh. Nếu chắc chắn và thông tin đấy mà tôi xác minh nó là chuẩn thì chắc chắn tôi sẽ đầu tư. Thị trường bất động sản thì cũng hay bị đồn thổi bởi rất nhiều thông tin ảo. Nếu mà chúng ta mà bị người ta tung tin để người ta thổi giá đất thì chúng ta sẽ để đầu tư rất là rủi ro. Theo nhiều khảo sát cũng cho thấy, đa phần những nhà đầu tư cá nhân đều mong muốn tham gia vào thị trường khi khu vực nào đó xuất hiện sự sốt nóng, dù có nhiều cảnh báo là việc đầu tư như vậy là mạo hiểm. Khi mà đầu tư theo kiểu lướt sóng, ăn sổi mà lại thiếu hiểu biết thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái hậu quả và hệ lụy. Thứ nhất là về phía cá nhân, có thể nhẹ thì bị chôn vốn, mắc cạn, còn nặng thì là có thể mất sạch tiền. Còn về góc độ của cả thị trường thì nó sẽ làm cả thị trường bị giá bị thổi lên quá cao, giá trị ảo. Cái câu hỏi bây giờ rất là hay gặp với các khách hàng là có cái gì hay không, có cái gì để đầu tư được không, thì mọi người thường hay muốn làm những cái đầu tư nó như thế, nó mang tính chất ngắn hạn. Đã nói đầu tư thì phải chung và dài hạn, tức là nó khoảng 2-3 năm trở lên. Thế và với một cái sản phẩm bất động sản để xây dựng và hình thành nó, nếu mà nhanh cho một khu căn hộ thì cũng phải mất đến 3 năm, hơn 3 năm. Thế còn nhà phố, nhà liền kề biệt thự hay là shop house thì cũng mất độ khoảng hơn 1 năm. Thế và đi vào hoàn thiện rồi để có thể là khai thác được thì nó cũng phải mất đến 2 năm. Thế mà nếu như cứ chỉ nhìn nhận dưới góc độ là ngắn hạn thì sẽ đâu đó cái quyết định đầu tư nó cũng có thể bị mắc cạn. Rào cản rủi ro về khách hàng đó là rào cản về thông tin. Vì thông tin thị trường bây giờ đang rất là loạn. Thông tin qua nó sẽ bị đẩy sóng ở từng khu vực nhỏ. Có những giai đoạn là nó sẽ đẩy ở khu vực này và đẩy những khu vực kia do những cái nhà đầu tư lớn hoặc là những cái nhà đầu cơ họ sẽ vào kéo sóng lên. Và những người đi theo sóng sau thì rất là dễ bị mắc cạn. Điều đơn giản của giới đầu tư cá nhân suy nghĩ đó là sự sốt nóng thể hiện qua truyền thông hay truyền miệng thì đã có cơ sở để có thể xuống tiền. Điều này thực sự quá nguy hiểm bởi những thông tin cơ bản về đầu tư và những yếu tố quan trọng lại không được để ý tới. Vâng, qua những ý kiến vừa rồi thì quý vị khán giả đã hiểu rõ được phần nào tâm lý của giới đầu tư cá nhân hiện nay, đúng không ạ?
Tôi phải nói một điều rằng như thế này, không cớ gì mà số lượng các cuộc gọi điện thoại về vấn đề đầu tư bất động sản lại tăng lên một cách rõ ràng như vậy. Điều này là hiệu quả đối với giới kinh doanh lĩnh vực bất động sản, và ngoài kia thì vẫn còn có vô vàn các nhà đầu tư cá nhân đã xuống tiền với mong muốn là đầu tư hiệu quả và thu hồi được vốn lẫn lời một cách nhanh chóng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi mời quý vị hãy cùng quay trở lại giai đoạn thị trường bất động sản của Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2009 như thế nào nha. Giai đoạn cuối năm 2007 bước sang năm 2008 là thời điểm mà cơn sốt bất động sản lên đến đỉnh điểm. Một trong những nguyên nhân quan trọng là tỷ trọng vốn đầu tư GDP tăng liên tục lên tới 43,5% trong thời kỳ giai đoạn 2006-2010. Đặc biệt, quy hoạch Hà Nội chính thức mở rộng, sáp nhập toàn bộ tỉnh Hà Tây, một phần Hòa Bình và Vĩnh Phúc kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 đã khiến cho giới đầu tư bất động sản, từ các doanh nghiệp cho đến các cá nhân, đều có tâm lý là gom đất để đón đầu. Đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bùng nổ đầu tư bất động sản giai đoạn đó, đặc biệt là thị trường phía Bắc. Tuy nhiên, giới đầu tư với tâm lý ăn sổi lúc đó đã phải gánh chịu hậu quả khi thị trường có sự điều tiết và giá bất động sản trở về với giá trị thực. Kể từ đó, hình ảnh những khu đất, khu đô thị bỏ hoang đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Còn giai đoạn 2018 thì thị trường thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện đợt sốt nhà đất với biên độ tăng giá có thể lên đến từ 2 đến 3 lần tại các khu vực phía Đông, phía Bắc, điển hình như quận 9, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình. Đặc biệt khu vực ngoại thành như các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và cả Đức Hòa, tỉnh Long An đều có sự tăng giá đột biến nhờ các thông tin về quy hoạch mới. Phạm vi của bong bóng đầu cơ còn quan sát được ở nhiều thành phố như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Hạ Long, Vũng Tàu, Đà Lạt, hay đặc biệt là tại các khu vực có quy hoạch làm đặc khu kinh tế như Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Giai đoạn đó, thị trường bất động sản được nhận định là giá trị bất động sản bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực tế. Kể cả giới đầu cơ, đầu tư, nhà quản lý đều bị cơn lũ lợi ích và lòng tham cuốn vào vòng xoáy không dứt ra nổi. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, thị trường chứng kiến cảnh giới đầu cơ nháo nhào bán tháo bất động sản khi thị trường đi xuống, và nhiều người đã phải vỡ mộng thắng lớn khi tham gia cuộc chơi lớn này. Vâng, đó là những câu chuyện buồn về thị trường bất động sản ở cái giai đoạn mà đa số giới đầu tư đều có tâm lý, đó chính là ăn sổi ở thì. Tuy nhiên, chúng ta thì cũng phải thừa nhận rằng là thị trường bất động sản có phát triển hay không thì vai trò của giới đầu tư là vô cùng quan trọng. Họ là những tác nhân để giúp cho thị trường có chuyển biến sôi động hơn. Vậy thì giai đoạn hiện tại, giới đầu tư bất động sản nên quan tâm đến những thị trường nào và hình thức đầu tư như thế nào là phù hợp? Chúng tôi sẽ có những gợi ý cho quý vị ngay sau đây. Năm 2018, kỳ vọng luật đặc khu được thông qua sẽ châm ngòi cho sự bùng nổ của dân số ở Phú Quốc, của giới đầu tư đã bất thành. Nhu cầu ở tại huyện đảo cũng rất khiêm tốn. Hơn nữa, thời gian sau đó, thị trường cũng không có thêm tác động từ quy hoạch chính sách để có thể bùng nổ nguồn cung. Cũng vì vậy, từ giữa năm 2018, khi Phú Quốc tạm ngừng chuyển mục đích sử dụng đất, ngừng phân lô tách thửa, cùng với đó luật đặc khu không được thông qua, không ít giới đầu tư đã mắc cạn tại Phú Quốc. Ngoại trừ khu vực trung tâm, lân cận trung tâm, với những khu đất đã rõ ràng quy hoạch, pháp lý, phần còn lại của thị trường rơi vào trầm lắng. Ông Đặng Đức Giới, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đặc khu cho biết 80% văn phòng môi giới nhà đất tại Phú Quốc đã rút lui, đóng cửa so với thời kỳ xảy ra cơn sốt hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018. Số văn phòng còn lại chỉ hoạt động cầm chừng, lượng giao dịch bất động sản cũng sụt giảm mạnh, giá đất một số nơi trên huyện đảo cũng sụt giảm. Ngoại trừ những nơi có thế mạnh về hạ tầng, thị trường vẫn diễn ra, hoạt động mua bán những lô nền nhỏ lẻ là đất thổ cư, có giấy tờ đầy đủ. Khi chủ đầu tư bán cắt lỗ, nhiều giao dịch vẫn có thể thực hiện. Còn tại Vân Đồn, Quảng Ninh, nhiều lô đất giá tăng theo ngày, theo tuần. Có những dự án đã tăng lên 5 giá chỉ trong vòng 1 tuần, từ 28 triệu đồng trên 1 mét vuông lên đến 33-34 triệu đồng trên 1 mét vuông. Thời điểm đó, nhà đầu tư môi giới ồ ạt đổ về Vân Đồn với tâm lý làm giàu, chọn nơi đây là điểm đến của dòng vốn. Trước những tình trạng sốt nóng thì thời điểm đó là tháng 3-2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phải ban hành văn bản số 1501 về việc thanh tra quản lý sử dụng đất các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Vân Đồn và hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch dự án theo nhu cầu của chủ đầu tư.
thời gian vừa qua, đúng không ạ, các bạn biết trên các phương tiện thông tin báo chí cũng được biết được rằng là thiếu quy hoạch và quy hoạch không đồng bộ đấy, xảy ra đến cái việc là gần như là bị ban nát. Nhưng nếu đối với một cái khu mà như khu Quốc Hoàng Vân Đồn, khu nghỉ dưỡng như thế mà bị ban nát thì chắc chắn là cái tính đồng bộ sẽ có đấy, để tạo ra những cái sản phẩm mà về nghỉ dưỡng chắc chắn là tôi nghĩ là không không thể là có thể tốt hơn được đấy. Thì cái đấy những cái mà tôi cũng muốn lưu ý cho tới những cái khách hàng, những cái nhà đầu tư, những cái điểm chính để khi mà quyết định mình đầu tư. Trong khi Phú Quốc và Vân Đồn đang loay hoay với cơn sốt đất ảo, thì tại thị trường bất động sản Bắc Vân Phong lại được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng để tăng trưởng. Sau khi có chủ trương hình thành khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, quy hoạch chung khu kinh tế Bắc Vân Phong năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Vân Phong sẽ trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, làm động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước. Với bất động sản, thì sau những bài học đắt giá từ Phú Quốc, Vân Đồn, thì rõ ràng tham gia vào thị trường Vân Phong cần có sự thay đổi tư duy dài hạn hơn. Với một cái đơn vị phát triển dự án, nhất là đối với dự án nghỉ dưỡng, thì chúng ta cũng vừa rồi cũng qua một loạt, đúng không ạ, là thông tin về Vân Phong, về Vân Đồn đấy, rất là hoang mang cho nhà đầu tư bởi vì cái tính pháp lý cũng như cái quy hoạch của các cái tỉnh thành vừa rồi đấy. Tức là thứ nhất, pháp lý rất là hỏng đấy, và có những dự án hiện tại chưa có một tí tẹo nào giấy tờ cũng đã triển khai bán hàng và đã làm cho những khách hàng bị mất niềm tin đấy, mất niềm tin vào những cái sản phẩm và cũng như nhà đầu tư như thế. Với những cái dự án mà thiếu cái tính pháp lý thì tôi nghĩ là với nhà đầu tư cũng nên cân nhắc và tìm hiểu thêm thông tin đấy, là nhà đầu tư là ai, đúng không ạ, tính pháp lý của dự án này như thế nào, công năng và các mục đích sử dụng được như thế nào. Đấy là cái mà tôi lưu ý tới khách hàng. Theo tôi là nó vẫn sẽ quay lại, sóng sẽ quay lại, nhưng ở góc độ là sóng sẽ nhỏ hơn bởi vì các nhà đầu tư sẽ trở nên dè dặt hơn. Còn về tương lai lâu dài thì những đặc khu kinh tế hay những khu kinh tế mở như là Bắc Vân Phong, Phú Quốc hay là Vân Đồn cũng vẫn sẽ là những khu mà thu hút được các nhà đầu tư. Vâng, thưa quý vị, không phải cứ là thị trường tốt mà đầu tư là ăn sổi lướt sóng. Ở đây tôi muốn nói đến sự đầu tư chuyên nghiệp, có nghiên cứu về tính khả thi và sự phát triển của khu vực đầu tư. Bên cạnh đó là cần một nguồn vốn dài hạn hơn để vấn đề áp lực tài chính trong giai đoạn đầu tư sẽ được giảm bớt. Sau đây là một vài lời khuyên cho giới đầu tư bất động sản giai đoạn hiện tại mà tôi nghĩ rằng mọi người trong chúng ta đều phải lưu tâm. Khi đầu tư vào bất động sản thì với những nhà đầu tư cá nhân cần quan tâm tới các yếu tố và thỏa mãn 3 mục tiêu: lợi nhuận đạt mức kỳ vọng tối ưu, an toàn, rủi ro trong tầm chịu đựng, lành mạnh, đúng luật. Ở lĩnh vực bất động sản thì mức lợi nhuận chủ yếu từ chuyển biến về giá và được thực hiện dưới hai hình thức là đầu tư trực tiếp hoặc thông qua pháp nhân chuyên nghiệp thứ ba. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân nên xây dựng kế hoạch đầu tư theo nguyên tắc phân bổ tài chính cho các nhu cầu thiết yếu trước. Cuối cùng là phần đầu tư và giới hạn trong nguồn lực đó. Nhà đầu tư sẽ cần phải quan tâm đến giá trị thực. Mà bây giờ định nghĩa giá trị thực là như thế nào? Để mà xác định được giá trị đấy là đúng với giá trị thực lại là một câu chuyện rất là khó đối với các nhà đầu tư. Cho nên là nhà đầu tư cần phải có những cái thông tin tốt từ phía các sàn bất động sản hay các cái nhà môi giới chuyên nghiệp và nên tìm hiểu thật nhiều trước khi quyết định đầu tư. Khi mà họ bắt đầu chuẩn bị số tiền, chắc chắn họ sẽ phải quan tâm tới những thứ mà chúng tôi vừa chia sẻ. Điều đó có hai thứ quan trọng nhất, một là cái tính pháp lý và thứ hai là mình phải xem là đang ở đỉnh sóng hay là đầu sóng. Thế thì khi mà tham gia lướt sóng thì có hai nhóm, một là những người tạo sóng, hai là những người tham gia vào sóng. Thì những người tạo sóng là họ sẽ chắc chắn là kiếm được tiền, còn những người tham gia vào sóng thì là hên xui. Tham gia đầu thì sẽ có tiền, mà tham gia sau thì chắc chắn là mất tiền. Khu phát triển gọi là phát triển nóng đấy, như ở Kiên Giang cũng như đấy Phú Quốc, rồi là Đà Nẵng, rồi là Vân Đồn đấy, thì cái tính pháp lý được cái nhà đầu tư là quan tâm, nhất là đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy, như Phú Quốc chẳng hạn đấy, cũng vừa rồi báo chí cũng biết rất là nhiều về cái việc là băm nát này, rồi cái việc là thiếu tính pháp lý này, mua xong lại không là đất gọi là đất được không được đúng công năng của nó, sử dụng của nó. Thì cái mà tôi muốn lưu ý ở đây là những nhà đầu tư nên chọn những cái sản phẩm mà có tính pháp lý là chắc chắn.
Vâng, để hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư này cũng như là những lời khuyên cho giới đầu tư cá nhân trong giai đoạn này của thị trường, thì phóng viên của Invest TV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia đầu tư bất động sản Further Liquid Invest, dịch vụ ủy thác đầu tư bất động sản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nha. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông đánh giá như thế nào về việc các nhà đầu tư cá nhân khi mà tham gia vào thị trường bất động sản đầu tư theo kiểu ăn sổi ở thì như trong thời gian vừa qua? Cái này thì mặc dù không hay nhưng mà nó là một thực tế vẫn diễn ra trên thị trường hiện nay. Các nhà đầu tư khi mà nghe thông tin một cái thị trường nào đó thì là mọi người đều tham gia và hy vọng vào một cái việc là hưởng lợi nhuận một cách nhanh chóng. Trước tiên phải nói rằng thì về mặt pháp luật thì là cái việc là người dân mua đi hay là bán lại nhanh hay chậm là việc là do quyền của khách hàng. Họ mua như nào, họ bán thời điểm nào là do họ, đúng không ạ? Cái việc đó thì là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì là cái việc mua nhiều hay ít hay là mua nhanh hay chậm, những cái việc đấy thì là nó làm cho thị trường trở nên là nhiều khi cái thông tin nó không được đúng so với thực tế. Nhiều khi cái việc là việc mua bán đấy nó làm cho giá bất động sản nó tăng giá một cách nhanh chóng, và cái việc tăng giá đấy nó không đúng phản ánh đúng cái thực tế của thị trường. Vậy thưa ông, thì nếu như mà các nhà đầu tư cá nhân mà đầu tư vào thị trường bất động sản theo kiểu ăn sổi như vậy nhưng mà thiếu sự hiểu biết trên thị trường thì họ có thể là phải đối mặt với những rủi ro như thế nào? Rủi ro của cái việc mà khách hàng đầu tư thì là thường là nếu xác định đầu tư nhanh, đầu tư lướt sóng thì thứ nhất là rủi ro về cái nguồn vốn. Họ có thể là nếu tốt nhất thì là dùng vốn của mình là đương nhiên là cũng không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà thường những nhà đầu tư lướt sóng vì ham lợi nhuận lại thường dùng vốn vay, ví dụ như là vay của người thân, vay của ngân hàng, thậm chí là vay lãi suất cao để tham gia thị trường. Thì như vậy thì là cái nhà đầu tư mà sử dụng vốn vay như thế thì đương nhiên nó sẽ có cái rủi ro khi mà thị trường nó đi xuống. Cái rủi ro thứ hai là khi mà họ tham gia một cái thị trường mà họ không hiểu thì đương nhiên họ rất dễ bị điều hướng bởi những cái luồng thông tin khác nhau. Có thể là môi giới cung cấp một thông tin khác, có thể là các cái nhà đầu tư họ mua nhiều, họ đưa ra một cái thông tin khác. Thì như vậy thì là nếu bạn là một người mua và bạn không hiểu về thị trường đó thì đương nhiên bạn sẽ rất dễ gặp rủi ro, mua phải những sản phẩm không tốt, mua phải cái lúc giá nó đang cao rồi và mua phải những sản phẩm mà nó không đúng với cái giá trị thực của nó. Được biết bên ông Liquid Invest thường quản lý đầu tư bất động sản cho nhiều khách hàng. Vậy thì ông có lời khuyên như thế nào cho các giới đầu tư cá nhân nếu muốn tham gia vào thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại? Cái việc đầu tư đối với khách hàng cá nhân ấy, thì như bên Liquid hiện tại đang làm thì bên tôi luôn vào thị trường ở một cái lúc mà khi mà thị trường nó đang bình thường. Thật ra nếu đầu tư vào cái lúc thị trường nóng thì không phải là quá tốt, không phải là tốt. Các nhà đầu tư bất động sản, quan điểm đầu tư bất động sản tốt ấy, là nên vào thị trường từ lúc mà nó chưa nóng. Thì đến khi nóng bạn bán ra thì mới là đúng thời điểm. Cái cách để mà chúng tôi chọn một cái sản phẩm tốt để đầu tư ấy, thì là đầu tiên mình phải chọn thị trường. Mình phải là người nghiên cứu thực sự kỹ cái thị trường đó, bạn hiểu rõ cái thị trường đó, tiềm năng tăng giá của tiềm năng phát triển của nó như thế nào, cái việc sử dụng đất ở đấy ra làm sao, nhu cầu ra làm sao, thì đến lúc mà mình quyết định đầu tư vào một thị trường thì nó mới tốt. Cái thứ hai là sau khi mà mình chọn được thị trường rồi thì là mình sẽ phải chọn, như bên tôi sẽ có các cái công cụ phân tích để mình chọn ra được là cái miếng đất nào nó đang, sản phẩm nào nó đang ở giá trị. Thứ nhất là có thể là đang đúng giá trị thực của nó. Cái thứ hai là sẽ có những cái giá mà nó đang trũng hơn so với thị trường thì mình lựa chọn đầu tư nó sẽ an toàn hơn, thay bằng việc là các nhà đầu tư hiện tại là bây giờ cứ đi theo đầu tư lướt sóng và hy vọng lợi nhuận nhiều. Thì thay bằng việc đó mình hãy nghĩ đầu tư dài hạn ra, đầu tư một cách chắc chắn vào những thị trường mà mình hiểu biết, có hiểu biết, chứ không bị điều hướng bởi những cái thông tin khác trên thị trường. Khi mà mình cái tâm thế xác định lúc đầu tiên khi đầu tư rất quan trọng, mình xác định ngay từ đầu nó là đầu tư lướt sóng hay là đầu tư dài hạn, thì khi mà mình xác định đầu tư dài hạn thì nó sẽ đảm bảo được những yếu tố về việc là tính an toàn cao, xác định những cái về mình chuẩn bị tốt hơn về nguồn vốn, chuẩn bị tốt hơn về thị trường, thì các thông tin mình tiếp cận và cái cách đầu tư mình cũng sẽ chắc chắn hơn. Vâng, xin được cảm ơn ông. We'll be right back.
tin vừa rồi từ chuyên gia đầu tư bất động sản ông Nguyễn Trọng Huy cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng với những thông tin từ góc nhìn đầu tư sẽ hỗ trợ phần nào cho quý vị để giúp quý vị có những quyết định đầu tư thật sáng suốt nha. Quý vị có thể đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin về thị trường tài chính bất động sản. Mọi ý kiến của quý vị hãy gọi đến cho chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc gửi thư địa chỉ email là banbiên tập@amocinvest.com.vn. Còn bây giờ thì Việt Cường xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Góc nhìn đầu tư tuần sau.